Và hôm nay trên cái kênh này thì tôi lại lấy thưởng Tết của anh em trong công ty đi mua một cái PC với giá là 100 triệu. Cái PC này nhưng mà nói chung là tôi không biết là tên là gì. Mang tên Aorus PC của hãng Gigabyte. Từ nhà tài trợ đã mang Liên minh huyền thoại Việt Nam lên đỉnh khu vực Đông Nam Á, mang rừng Việt Nam ra cướp bóc ở thế giới và biến Việt Nam thành một khu vực riêng biệt để không còn phải mất thời gian đánh vòng loại với mấy đội vớ vẩn khác trong tựa game này. Đến với một nhánh nhỏ của họ nhưng mà thực ra cũng không nhỏ lắm. Chuyên sản xuất các thiết bị mà họ định vị là như đầu chim. Tại vì nó có cái đầu chim thật. Và hôm nay trên cái kênh này thì tôi lại lấy thưởng Tết của anh em trong công ty đi mua một cái PC với giá là 100 triệu. Mang tên Aorus PC của hãng Gigabyte. Nó đắt, nó xịn vì nó được trang bị những cái khủng nhất. Ấn tượng đầu tiên là cái case của nó có thể mở ra được ở đây. Ở đây. Và ở đây. Wow, nếu mà nó có thể mở thêm nữa chắc là cái PC này là một trường đại học của Hai Bà Trưng mất. Ôi, Lukaku, sao anh ở đây? Thảo nào cái case nặng thế. Đùa tí chứ cái case Aorus C500G này thì không có Lukaku nhưng mà nó vẫn nặng vì được làm từ kính cường lực và đủ lượng sắt để build một cái bộ giáp Iron Man. Alo, Dương Vương à? Sao? Iron Man muốn mượn cái case này để build một bộ giáp mới á? Không được đâu. Vì nó được trang bị mainboard Z790 Aorus Elite AX. Thế ông biết cái mainboard Z790 Aorus Elite AX chưa? Mainboard Z790 Aorus Elite AX mới và hỗ trợ chip Intel thế hệ mới nhất và cắm tối đa tận 128GB. Bạn có cần 128GB hay không? Làm TikTok cần não không? Cùng với đó là một lô một lớp các khay cắm khác cũng giống y hệt với câu hỏi là làm TikTok có cần não không, nhưng mà nhìn chung nó vẫn xịn. Và bạn cần chết mainboard trị giá 1,6 rách này để làm gì? Để chạy con iPhone 12 Pro Max cũ mang hình dạng CPU Intel Core i9 13900K mới và cực kỳ khủng với 24x32 luồng, 3GHz xung nhịp cơ bản và lên tới 5,8GHz khi ép xung. Phù hợp là một từ có 4 chữ cái để miêu tả con chip này khi chơi game. Phù hợp. Nhưng mà để trông giàu có hơn thì bạn hãy mua cái main và cái chip này để gõ văn bản như tôi. Nhưng mà cái main này có bị nghẽn cổ chai không? Nó không bị nghẽn cổ chai được. Vì ở đây là Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Master giá 44 triệu đồng được trang bị để chiến game và né nghẽn cổ chai. Nó cực kỳ to. To thật. Nó có LED sáng ở trên ở dưới, thêm một màn hình custom riêng, chỉnh được màu, quạt nhanh quạt chậm. Bạn thậm chí còn để được hình cầu thủ vĩ đại số 2 thế giới ở đây. Và tiếp theo chúng ta có 2x16 bằng 32GB ở đây, Aorus DDR5 và bus lên tới 5200MHz, rất là nhanh với mức giá 6 củ. Và để gánh tất cả các linh kiện cực kỳ khủng này thì tôi có ở đây cục nguồn Gigabyte 850W UD850GM PG5 chuẩn 80 Plus Gold. Có thể thấy là Gigabyte 850W UD850GM PG5 chuẩn 80 Plus Gold thì không phải là một cục nguồn lý tưởng nếu bạn định lên RTX 4090, vì riêng cái con đấy đã ăn tận 450W điện rồi. Cơ mà để dùng tất cả những cái linh kiện trong con máy này thì cái nguồn 850W xịn như này là đủ dùng lắm rồi. Tiết kiệm tí sau nâng cấp mua khác cũng được. Thứ hạ không tiết kiệm lắm tại nguồn này tận 3 củ. Linh kiện cuối cùng và không thể thiếu của bộ PC của tôi là cái ổ SSD. Với cái cấu hình cực khủng này thì chắc chắn là tôi sẽ muốn chiến tất cả các loại game AAA căng có nhất với dung lượng lên tới cả 100GB một game. Và đây thì tôi hết tiền rồi nên là mua mỗi cái SSD 500GB NVMe Gen 4 đến từ Gigabyte. Vì sao? Thứ hạ tôi không nhiều thời gian lắm, tải rất nhiều game về thì có chơi được hết đâu nên là 500GB thôi, chọn lọc game nào thực sự muốn chơi thì mới tải về. Và để xứng đáng với con PC đáng tiền thưởng Tết của anh em thì tôi có luôn một chiếc màn hình Aorus ở đây, báo giá luôn là 4 jack hơn 20 triệu. Với số tiền đó thì chúng ta có màn hình 32 inch IPS 2K 170Hz, quá là tín để test game. Chữ T trên Aorus là quá tín để chơi game trên cái màn này. Mặc dù nó không chữ T nhưng mà nó vẫn tín. Thông số linh kiện thế thôi. Bây giờ thì để xem là cái PC này làm được gì, mắc cấu hình chơi được những game gì. Thực ra là game gì cũng chơi được, nhưng mà để xem là mắc setting các thứ FPS như nào, có nóng máy drop the mic hay không. Đến với tựa game đầu tiên, cực kỳ nặng, nhưng mà nặng về kỹ năng, Liên minh huyền thoại. Thôi cái này không phải nói nhá, tôi chơi có lúc nó nhảy lên tận 700fps, cũng nói chung là cũng mờ. Tiếp theo là cái game mà mọi recon như tôi đang hơi buồn. Ui mà sút quả nào lên trời như Hurricane luôn. Có lúc tôi chơi hơi bị giật tí, nhưng mà hóa ra do mạng chứ không phải do máy. Mấy game này thì không tính tiền. Nói chung là mấy game eSports thì không thể nào làm khó được cái PC này cả. Nào, CSGO 2K 140Hz, vẫn 700-800fps, tha hồ mà flick. Với quả game giúp đỡ cụ già GTA 5 thì vào phát là thấy luôn là 144fps. Mà chú ý là hiện tại tôi đang chơi ở 2K max setting nhé, chứ không phải là full HD max setting đâu. Nhiệt độ CPU thì tầm đang khoảng 50. Lấy xe đi bốc đầu thì FPS nó vẫn giữ đều đều ở 144. Khi bốc đầu trong thành phố, còn lúc nào mà phi vào bụi, nhiều cây, nhiều cỏ hay là ra ngoài
I/O các thứ, nhiều cái phải lốt hơn thì FPS nó tụt xuống tầm 80, CPU chạy tầm 10% với quả nhiệt từ 65 đến 85 độ. Ui, chip nóng phết nhỉ, cũng có tản nhiệt nước đấy chứ. Nhưng mà tôi khá là yên tâm tại vì con tản nhiệt nước này sẽ liên tục làm nguội chip, không lo. GPU thì hoạt động ở khoảng 60% và 50 độ, rất là mát mẻ cho một con cả khủng như này. RAM cũng cắn khoảng 10GB. Ui, nhiều quá. Nhưng hôm sau mình có 32GB mà. Trải nghiệm chơi game max setting quá là hết nước chấm. Nhìn quả cỏ phản chiếu lên chiếc xe Lambo tôi mới ăn trộm đi, đẹp không ạ? Chơi một lúc thì nó sẽ ổn định 144fps trong thành phố và 72fps ở các khu vực nhiều cây cỏ. Ổn định nhá, chứ không nhảy tí nào, được không? Thôi, lái xe lúc chóng mặt quá, chuyển sang anh hàng xóm đi. Assassin's Creed Unity. Cái tựa game AAA này khá nặng đô với cực kỳ nhiều chi tiết cũng như là số lượng NPC nhiều như là fan Ronaldo ở trong hang bây giờ. Đương nhiên là max setting rồi. Nhưng các bạn lưu ý là chỉnh một vài cái cho phù hợp vì nhiều khi bật max hết lên rồi nó bị lỗi hình ấy. Cái này là do game chứ không phải do máy nhé. Có thể thấy là FPS sẽ ổn định ở tầm 70-80fps, quá ổn với một cái game AAA max setting. Nhiều khi chơi trên mấy cái console thì nó cũng chỉ khoảng tầm 60fps thôi. Mặc dù chỉ được 80fps thôi nhưng mà chơi trên cái con màn này thì vẫn cứ là mượt, không bị giật giật như 60fps. Còn nếu muốn trải nghiệm 120Hz hoặc là 240Hz chuẩn thì đương nhiên nên hạ độ phân giải xuống một tí, vừa đỡ hành máy chạy nhiều mà chơi game cũng mượt hơn, nhìn sướng hơn. Chơi một lúc thì GPU sẽ chạy 99%, tại vì game này nó nặng. Tuy nhiên nhiệt độ lại cực kỳ mát mẻ, chỉ tầm 55-57 độ, chứng tỏ là ba quạt trên con Aorus này quạt rất được. Trước mà tôi dùng mấy cái đời trước để chơi con game này thì nó phải tầm 8x độ. Và đương nhiên là con Intel i9-13900K thì không thể ngán mấy cái game này. CPU vẫn chạy 20% và nhiệt cũng chỉ tầm 7x độ, khá là mát. Game thế thôi, SSD có 500GB đào được 5 game là hết bộ nhớ xử rồi. Thôi không muốn test nữa. Với cái trải nghiệm full combo Aorus này thì tôi chỉ có một từ là sướng rồi. Còn gì nữa, trăm củ cơ mà, tôi không hiểu biết lắm, chơi sướng là được. Tổng kết lại thì đây là một trải nghiệm cực kỳ thỏa mãn, hiệu năng không phải bàn, toàn đồ gaming là hiệu năng cứ cao hơn các phiên bản thông thường, thiết kế trông cực kỳ hầm hố và trông rất chiến với logo đại bàng. Cái PC này thì tỏa ra cái vibe Tron Legacy là khiến tôi cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên là bên trên thì tôi chỉ liệt kê một vài linh kiện mới thôi, còn mấy cái như là quạt tản nhiệt các thứ thì cũng là Aorus luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể xem ở phần link ở để mô tả bình luận. Thôi thế hết video rồi, tôi thử cộng tiền này. Màn 20 triệu này, CPU 18 triệu này, cả màn hình 44 triệu này, tản nhiệt nước 3 triệu mấy, RAM 6 triệu, main 8 triệu à? SSD có SSD này, SSD 500GB là 2 triệu à? 6 triệu. À SSD á? SSD 2 triệu. SSD 2 triệu. Ừ, riêng cái case này, riêng cái case đã là nguồn 6 triệu nữa đúng không? À nguồn 3 triệu nữa. Nói chung dưới 1 tỷ. Cụ thể là bao nhiêu tiền thì phím chuột, tai nghe. Ừ, phím chuột tai nghe còn chưa tính. Ơ có tai nghe đâu? Tai nghe sau cái. Đâu? Rơi sau. Tai nghe chung xịn đâu ạ? Vãi cực cứt. Khô. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Ok. Okay. Đoạn này tôi phải nói tên cái PC này nhưng mà nói chung là tôi không biết là tên là gì và người ta không gửi tôi. Có cái cũ à? Có tên rồi mà. Có tên rồi à? Ừ. 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 Ừ